Xin chào. Năm nay là một năm mà xu hướng chăm sóc tóc và chăm sóc da của nam giới bắt đầu lên ngôi. Và đây sẽ là một video rất là đặc biệt dành riêng cho những bạn bắt đầu muốn sở hữu cho mình những sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc cao cấp. Tại 30 Size thì hàng tháng luôn có những chương trình ưu đãi để giúp anh em có thể mua được những sản phẩm cao cấp nhất, nhiều sản phẩm nhưng lại cực kỳ tiết kiệm chi phí. Vậy thì để xem được tháng 3 này anh em có những sản phẩm gì ưu đãi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ. Chương trình đẹp trai tháng 3, mua sắm tẹt ga, mua càng nhiều giảm càng sốc, giảm tới 20% mỹ phẩm nam chính hãng. Thời gian từ mùng 1 tháng 3 năm 2019 đến 31 tháng 3 năm 2019. Đầu tiên đó là combo siêu hấp dẫn giảm giá ưu đãi tới 20%. Các bạn xem đây sẽ có thấy tổng cộng đó là 13 combo tất cả. Nhưng đối với những bạn nào mà chưa xác định được những combo mà mình cần mua thì mình cũng có thể tư vấn ở đây, đó chính là gom ANB cộng sáp Glangen 60g có giá bán lẻ là 444.000. Thì sau khi ưu đãi chúng ta sẽ chỉ cần trả 394.000. Đây là một combo cực kỳ hấp dẫn trong mùa hè này với mức giá vô cùng rẻ. Nếu như anh em muốn trải nghiệm những sản phẩm cao cấp hơn thì có thể mua combo số 6 này, đó là gom ANB và sáp Kevin 30g có giá sau ưu đãi đó là 399.000. Chỉ cần 400.000 thôi là anh em đã có thể sở hữu sáp Kevin cộng với gom ANB rồi. Ngoài ra thì có một combo vô cùng đặc biệt, đó là combo máy sấy cộng tinh dầu Farcom có giá ban đầu đó là 739.000 và sau ưu đãi chỉ còn 689.000. Này, thế còn Shine Member thì sao? À, nếu như các bạn còn là thành viên của Shine Member nữa thì các bạn sẽ được ưu đãi giảm giá 5% nếu mua lẻ một sản phẩm. Còn nếu mua hai sản phẩm thì sản phẩm đầu tiên sẽ được giảm 5%, còn sản phẩm thứ hai sẽ là 10% và 15% cho tất cả những sản phẩm underwear. Đấy, chương trình này áp dụng cho mọi sản phẩm đang có bày bán tại 30 Size, cả kênh offline lẫn kênh online. Tuy nhiên thì tháng này chúng ta sẽ không có sản phẩm chăm sóc da cao cấp, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi sang tháng khác. À, tức là app sẽ áp dụng vào những sản phẩm gồm sắp tóc kiểu và chăm sóc tóc đúng không? Đúng rồi. Và còn một lưu ý nhỏ nữa, đó chính là chỉ áp dụng một chương trình khuyến mãi chứ không áp dụng đồng thời những chương trình ưu đãi thôi luôn ạ. Nghĩa là những bạn Shine Member ấy thì có những chương trình ưu đãi riêng mà Hưng vừa mới kể. Còn đối với những bạn mà không có Shine Member thì hãy áp dụng cái gói combo mà tôi vừa mới nhắc đến. Bây giờ tôi nói thật với anh em là tiền nhiều để làm gì? Thì đầu tư vào bản thân để mình đẹp trai lên, đấy là cái điều đáng nhất đúng không anh? Đúng rồi, tôi thấy anh Hưng nói đúng đấy. Tại vì xu hướng thời trang có thể dễ dàng thay đổi từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên anh em đẹp trai thì năm nào cũng vẫn là đẹp trai. Đẹp trai, tóc tai, các thứ lúc nào cũng là xu hướng luôn. Đúng rồi. Và có một phần quà đặc biệt dành tặng cho những anh em theo dõi số này. Đó là khi các bạn mua hàng tại 30 Size Store, mua hàng online, hãy nhập mã code Hữu Huân. Tôi sẽ có một phần quà bí mật nho nhỏ dành tặng cho các bạn khi các bạn nhập mã code này. Vậy thì làm sao để được hưởng ưu đãi này? Anh em có thể đến salon trực tiếp hoặc đặc biệt là mua hàng trên website 30sizestore.com. Đối với mỗi đơn hàng mua online, hãy nhập mã code Hữu Huân để anh em có thể nhận được một phần quà bí mật mà mình gửi trong từng giỏ hàng. Khu vực áp dụng đó chính là toàn bộ hệ thống cửa hàng của 30 Size Store, kênh bán hàng online 30sizestore.com hoặc anh em vào Facebook của 30 Size Store có thể được tư vấn trực tiếp ngay trên đó. Đấy anh em thấy chưa? Chưa bao giờ có nhiều ưu đãi như thế này lại còn có quà mang về đấy chứ. Đấy, các bạn nhớ áp dụng mã code Hữu Huân khi mua hàng tại 30 Size Store thì sẽ nhận được phần quà bí mật mà mình gửi gắm tặng cho các bạn. Đấy, còn bây giờ cũng là lúc kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số lần sau. Bye bye.